Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn với nhau về một đề tài, đó là hẹn hò trên mạng hay còn gọi là online dating. Ngày xưa đó các bạn, cái chuyện mà hẹn hò trên mạng là mọi người vẫn còn rất là nhiều thành kiến. Cho nên có những bạn hẹn hò trên mạng nhưng mà không có dám công khai là mình hẹn hò trên mạng, không có dám khoe ra với mọi người. Thời nay của chúng ta, cái chuyện hẹn hò trên mạng đó nó trở nên rất là bình thường. Mình thấy là cái chuyện mà các bạn hẹn hò trên mạng nó cũng giống như là cái chuyện mà các bạn đi mua sắm ở trên mạng vậy thôi. Mình hình dung ra là mình đi vô trong shopping mall, mình cần tìm một cái áo đầm đi chẳng hạn. Mình đi mệt mỏi và mình không có gặp được cái áo đầm mà mình thích. Hoặc là đôi khi gặp được cái kiểu mà mình thích thì cái vải không phải là cái loại vải mình thích, cái màu không có cái màu mình muốn, hay là kể cả có được tất cả những cái điều đó thì cái kích thước lại không có vừa mình. Nó quá là nhiều lý do. Nhưng mà mình lại thích mua sắm trên mạng. Tại vì sao? Khi mình vô một cái website, mình chỉ cần filter, mình chọn kích thước gì, size gì, màu gì, váy ngắn, váy dài, váy cho đi tiệc hay là cho outdoor hay là cho đi làm việc. Nó quá dễ dàng phải không các bạn? Cho nên thời đại của tụi mình á, internet nó làm cho mọi thứ nó trở nên dễ dàng và trong tầm tay của chúng ta. Thì mình nghĩ là cái chuyện mà các bạn hẹn hò nó cũng vậy thôi. Mình xem cái thống kê á, thì 30% của những cặp đôi mà đi tiến tới hôn nhân họ gặp nhau từ những cái online dating website, và 15% của những cái người trưởng thành ở Mỹ họ sử dụng những cái ứng dụng hẹn hò. Cho nên cái chuyện mà chúng ta hẹn hò online nó không còn là cái gì xa lạ và cũng không còn là cái gì mà để cho mọi người thành kiến nữa. Khi mà nói đến hẹn hò online, những bạn mà chưa bao giờ thử qua hoặc là những bạn vẫn còn xa lạ với cái khái niệm hẹn hò trên mạng thì các bạn sẽ nghĩ là ồ, hẹn hò trên mạng đó là một cái hẹn hò ảo. Nó không phải các bạn. Bởi vì trong đời sống của chúng ta, nhiều khi các bạn quá bận rộn hoặc hoàn cảnh của bạn không có cơ hội để bạn gặp gỡ những cái người mà có thể có tiềm năng tiến tới hẹn hò với bạn. Thì những cái trang hẹn hò online, những cái ứng dụng hẹn hò online nó tạo cho bạn cơ hội, nó là cánh cửa mở ra để bạn gặp gỡ cái người mà bạn cần tìm kiếm, để bạn gặp gỡ cái người mà nó phù hợp với bạn. Và sau đó chúng ta phải đem cái cuộc hẹn online đó ra cái cuộc hẹn đời thực. Và các bạn vẫn phải hẹn hò, tất cả những cái gì các bạn làm nó vẫn phải như một người hẹn hò ngoài đời thực. Chứ các bạn không thể hôn nhau online hay kiss nhau online hoặc là yêu nhau online được, không. Vì sau khi các bạn gặp gỡ nhau thì các bạn phải đem tất cả ra ngoài đời thực. Cho nên mình nghĩ hẹn hò online thì nó vẫn là hẹn hò. Nó chỉ là một cái bước đầu để bạn gặp gỡ cái người mà bạn muốn gặp thôi. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái tip, những cái kinh nghiệm nho nhỏ khi các bạn hẹn hò online. Mình nghĩ á, trước hết là các bạn phải chọn lựa những cái ứng dụng hoặc là những cái website mà uy tín. Có thể là bạn phải trả tiền, nhưng mà nó sẽ đưa bạn đến gặp những con người chất lượng, gặp những cái đối tượng mà đúng như bạn muốn. Đôi khi bạn dùng những cái app mà nó free hoặc là những cái trang web mà nó free, nhưng mà bạn cũng sẽ không có cơ hội để gặp những cái sự chọn lựa tốt hơn. Cho nên mình nghĩ là nếu mà cần phải đầu tư, chúng ta có thể trả một chút tiền và chúng ta nên tìm những cái trang mạng, những cái ứng dụng nó uy tín một chút. Và cái bước đầu tiên mà tất cả chúng ta cần phải làm khi chúng ta hẹn hò online, đó là chúng ta phải create một cái profile. Create cái profile đó cũng giống như là các bạn đi xin việc và các bạn phải tạo một cái resume. Cái đầu tiên mà mình nghĩ nó quan trọng á, là cái hình profile picture của các bạn. 50% khả năng mà các anh chàng click vào cái hồ sơ của bạn đó là do cái hình của bạn. Cái hình của bạn nó phải là một cái hình mà rõ ràng, tươi vui, nhưng mà nó phải nói lên con người thật của bạn. Tức là cái hình đó nó phải giống bạn ở ngoài đời, chứ đừng có là Photoshop nhìn bóng bẩy quá, hay là gọt cằm, hay là mắt lông mi long lanh quá thì không có nên các bạn. Tại vì khi người ta nhìn cái hình của bạn, người ta gặp bạn ở ngoài đời á, không có nghĩa là ngoài đời bạn xấu, nhưng nếu mà nó không có giống thì
anh ta sẽ bị hụt hẫng. Cho nên là mình cần phải giống như là thành thật, mình phải để cái hình đẹp như cái hình đẹp là cái hình thật của mình, chứ không phải là gắn lông nheo rồi làm cho thon lại hay là như thế nào, làm cho màu da trắng ra. Đó là những cái điều mà các bạn cần phải để ý. Cái thứ hai nữa đó là cái tên, cái username mà các bạn sử dụng. Cái tên mà họ đọc vô, họ nghe, họ có vẻ tò mò về bạn. Cái tên mà nó có vẻ nó chào mời một tí, nhưng mà nó phải phù hợp với cái cá tính của bạn chẳng hạn. Mình thì mình không có nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện đặt tên, nhưng mà mình cũng chia sẻ với các bạn ở đây là cái tên của các bạn nó vô cùng quan trọng. Cho nên các bạn đừng có mà đặt đại một cái tên nào đó. Các bạn nên phải tỉ mỉ một chút trong cái chuyện mà đặt cái username. Theo như mình hiểu á, là khi các bạn create một cái online dating profile là các bạn sẽ cần phải viết một chút về bản thân của các bạn. Thì mình nghĩ là khi các bạn giới thiệu về bản thân của các bạn á, thì các bạn nên viết đúng với những cái gì mà là con người của bạn. Đôi khi bạn cần cái sự nhận xét thì bạn có thể hỏi thăm bạn bè của mình coi là họ đánh giá mình như thế nào. Và mình dùng cái ý tưởng từ cái sự bạn bè đánh giá mình, nó sẽ chính xác hơn là mình tự nhìn con người của mình. Nhiều khi bạn mình đánh giá mình nó khách quan hơn. Nhưng mà các bạn nên nghe cái sự đánh giá từ ví dụ như 3-4 người bạn khác nhau, và các bạn gom lại, các bạn lấy cái điều đó để các bạn viết cái profile của các bạn, giống như các bạn là con người như thế nào, cởi mở, vui vẻ, thân thiện hay là yêu chó yêu mèo. Nhưng mà nếu không yêu chó yêu mèo thì các bạn đừng có ghi vào, tại vì ghi vào đôi khi á, nó không có đúng thì nó cũng không có hay. Hay nữa, các bạn cần tìm kiếm một cái người như thế nào, cần tìm kiếm một cái người yêu, cần tìm kiếm một cái người bạn đời, các bạn phải ghi rõ ràng ra để cho những cái người mà họ không có đúng như cái đối tượng của bạn thì họ sẽ tự động, họ không có làm phiền bạn, không có tốn thời giờ của bạn. Và một cái điều khi các bạn tìm kiếm những cái đối tượng online thì bạn phải nhìn rộng ra hơn là cái mà bạn đặt ra, cái tiêu chuẩn của bạn. Mình đưa một ví dụ như là bạn đặt ra một cái tiêu chuẩn là anh chàng phải cao trên 1m75, 1m8 đi. Thì khi như vậy có rất là nhiều anh chàng rất là tốt, rất là phù hợp với bạn, nhưng mà họ chỉ cao 1m65 thôi. Thì bạn đã bị loại mất cái người mà phù hợp với bạn rồi. Đôi khi anh ta thấp hơn một chút nhưng mà anh ta lại là người lý tưởng cho bạn. Cho nên chúng ta cần phải tìm nới cái sự tìm kiếm của mình nó rộng ra hơn để cho mình có cơ hội nhiều hơn. Nhưng mà cái mà các bạn cần nhớ là các bạn tìm kiếm online á, không có nghĩa là các bạn phải cần nhiều người thích bạn. Bạn không có cần phải nhiều người tìm kiếm tới bạn, mà là bạn phải hấp dẫn đúng đối tượng tìm kiếm tới bạn. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta bỏ lên cái profile, cái hồ sơ của mình á, là nó phải chính xác, nó phải cụ thể, nó phải rõ ràng, để cho mình mới hấp dẫn đúng cái đối tượng mà mình muốn. Cái điều đó nó quan trọng lắm nha các bạn. Chứ còn cứ quá nhiều người họ tìm đến mình nhưng mà không phải đúng đối tượng mình muốn thì nó chỉ có mất thời gian cho các bạn thôi. Nó có những cái chi tiết nho nhỏ mà theo như mình biết á, là trong cái hẹn hò online á, bạn biết là cái người đàn ông đó họ có phải là cái người đàn ông ga lăng hay là cái người đàn ông mà họ có cảm tình với bạn. Vì cái người đàn ông mà họ có cảm tình với bạn á, họ sẽ cố gắng để họ chiều lòng bạn. Ví dụ như trong cái lần đầu hẹn hò thì anh ta có thể là anh ta ở Thủ Đức đi và bạn thì ở Sài Gòn, nhưng mà anh ta sẽ nói là em cứ chọn một cái chỗ nào mà ở gần nhà của em, ở gần chỗ em ở thì anh sẽ gặp em ở đó, cái giờ nào mà nó tiện cho em thì em chọn đi thì anh sẽ tới. Thì những cái anh chàng như vậy là những anh chàng đối với mình là đã ghi điểm ngay từ đầu, tại vì họ sẵn sàng họ đi xa một chút, họ sẵn sàng họ gặp bạn vào cái giờ mà bạn tiện lợi, tại vì họ đã có cảm tình với bạn rồi, họ đã có thích bạn rồi. Là những cái anh chàng đó là các bạn cần phải để ý là họ đã ghi điểm. Chứ còn những cái anh chàng mà em đi nửa đường, anh đi nửa đường á, thì mình không có thấy hấp dẫn bằng như cái anh chàng mà mình vừa nói, là họ cố gắng để họ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho bạn. Hai nữa là mặc dù hẹn hò online nhưng mà cái điều mà cái sự an toàn là nó vô cùng quan trọng. Cho nên là các bạn nên chọn những cái điểm hẹn đầu tiên á, mình là phụ nữ mình nên chọn. Mình chọn những cái điểm mà mình biết, quen thuộc. Và mình chọn những cái điểm mà nó đông người. Và ít nhất là khi mà mình đi hẹn hò như vậy, mình nên cho bạn bè của mình biết, gia đình của mình biết là hôm nay mình đi gặp cái người đó mấy giờ, ở đâu. Thì như vậy
nó sẽ an toàn hơn cho bạn, vì dù sao bạn cũng đi gặp một cái người mà bạn chưa bao giờ biết họ là ai. Mình biết là có nhiều bạn, trước khi các bạn đi đến với những cái ứng dụng online hoặc trước khi các bạn trở lại để các bạn tìm kiếm một cái cuộc hẹn hò mới trên mạng, thì các bạn đang vẫn còn mang trong lòng một cái vết thương trước đó. Các bạn bị đổ vỡ trong hôn nhân, các bạn bị người yêu phản bội, các bạn bị người yêu bỏ rơi. Nhưng mà tất cả những cái nỗi đau của các bạn á, các bạn đừng có đem ra, trưng ra khi mà các bạn chưa có gặp anh chàng ngoài đời thật, khi các bạn chưa có biết người ta nhiều. Cái đó có thể sau này khi quen nhau lâu rồi các bạn có thể chia sẻ. Nhưng mà khi các bạn vừa mới gặp nhau thì các bạn chỉ nên cho họ những cái ấn tượng bạn là người vui tươi, bạn là người lạc quan thôi. Vì anh chàng chưa có biết bạn là ai, anh chàng chỉ muốn đến với những cô nàng vui tươi, lạc quan và đem cho họ cái năng lượng tích cực. Cái điều đó là nó làm cho bạn trở nên hấp dẫn. Khi mà bạn đem cho những cái người xung quanh bạn, những cái người đối diện bạn một cái năng lượng tích cực. Các bạn nhớ nha, để mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm, không phải là của mình, nhưng kinh nghiệm mình học được từ bạn bè, từ đồng nghiệp. Tại vì bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình cũng có những cô gái tìm được bạn trai, tìm được chồng từ những cái website, những cái ứng dụng hẹn hò trên mạng. Cái mà mình học được ở kinh nghiệm của mọi người á, đó là cần phải có một cái sự kiên nhẫn và đừng có give up, đừng có đầu hàng sớm quá. Tại vì sao? Tại vì đương nhiên là khi các bạn hẹn hò, các bạn cũng sẽ gặp những cái đối tượng nó không phù hợp, hoặc là những cái đối tượng mà khi bạn gặp thì bạn không có thích anh ta, hoặc là bạn gặp thì anh ta không có thích bạn. Nó có nhiều cái trường hợp xảy ra lắm. Nhưng mà các bạn phải kiên nhẫn. Tại vì các bạn cứ phải tiếp tục hẹn hò, tiếp tục hẹn hò, tiếp tục hẹn hò cho tới cái lúc mà bạn gặp được cái người mà đúng ý của bạn. Và nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi á, thì bạn có thể ngưng một thời gian, nghỉ ngơi một chút. Take a break, nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một thời gian cho tới khi nào bạn cảm thấy bạn hứng thú trở lại, thì bạn quay trở lại và bạn tiếp tục hẹn hò, tiếp tục cái cuộc chinh chiến để tìm cái Mr. Right của bạn online. Chứ còn mà bạn đừng có tìm kiếm trong lúc mà bạn gần như là mất hy vọng rồi, thì lúc đó bạn dễ bị cái cảm giác mệt mỏi nó đánh lừa. Mình sẽ nhiều khi mình vơ đại. Nhiều khi cái người đó nó không hẳn là cái người mình muốn, nhưng mà mình sẽ vơ đại. Và mình sẽ giống như, nếu mà bạn cứ bị thất vọng như vậy, nó sẽ dẫn bạn đến cái cảm giác bi quan. Và để mình kể một cái câu chuyện cho các bạn, đó là khi các bạn hẹn hò online là các bạn phải dự trù là nó sẽ xảy ra. Cái câu chuyện này là mình trải nghiệm với lại cái chị bạn của mình luôn. Ngày hôm đó mấy chị em đi ăn với nhau, đi ăn tối trong một cái nhà hàng, và cái chị bạn ngồi chung bàn với mình là chị bị giống như là bức xúc, rồi chị mới kể cho mình nghe. Tại vì ngồi gần, hai chị em ngồi gần nhau, hôm đó trong bàn đông lắm, thì chị mới bảo: trời ơi em ơi, cái ông mà đang làm việc ở trong cái quầy mà làm bartender ở trong cái nhà hàng đó, nó có cái quầy bar và anh chàng đó là bartender, là chị đang hẹn hò với anh ta trên mạng và bữa giờ gặp nhau mấy lần rồi. Mà anh ta nói dối với chị á, là anh ta là chủ của một cái dealer xe hơi. Mà trong khi hôm nay chị đến đây, chị đi ăn, chị mới nhận ra là anh ta chỉ là waiter thôi. Chị không may nếu chị gặp với một cái người waiter, nhưng mà anh ta tại sao lại phải nói dối chị như vậy? Và chị ta vô cùng thất vọng. Các bạn có nhìn thấy vấn đề không? Khi mà mình hẹn hò online, mình phải dự trù tới những cái trường hợp mà mình bị thất vọng giống như vậy. Giống như chị bạn mà mình nói đó, chị đó không có may nếu mà anh chàng đó làm cái nghề nghiệp gì, miễn là một cái nghề nghiệp là nghề nghiệp. Nhưng mà anh ta lại lừa dối chị ta. Anh ta lại đem ra một cái hình ảnh là anh là chủ của một cái dealer bán xe hơi. Rồi lúc mà đi chơi với chị ta thì anh ta xài tiền rất là kiểu như là vung tay. Thì các bạn phải thận trọng. Các bạn sẽ phải thận trọng, và nó có rất là nhiều cái sự rủi ro nó xảy ra. Nhưng mà không có nghĩa như vậy là chúng ta bi quan, các bạn hiểu không? Mình chỉ nói là khi mà mình hẹn hò online thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái rủi ro. Đương nhiên bạn hẹn hò ngoài đời thực nó cũng có rủi ro. Chứ đâu có cái gì trên đời này mà nó hoàn toàn không có rủi ro, không các bạn? Khi các bạn hẹn hò online, mình muốn nhắc nhở với các bạn ba điều mà các bạn nên nhớ. Đó là các bạn là những cá nhân rất là đặc biệt. Các bạn đẹp theo cái cách riêng của bạn. Cho nên là chúng ta cần phải tự tin. Chúng ta tự tin là chúng ta đẹp.
và chúng ta có cái giá trị riêng của mình. Hai đó là các bạn phải tin là ở ngoài kia còn rất là nhiều những anh chàng tốt, còn rất là nhiều những người đàn ông tử tế đang chờ đợi để được hẹn hò với những cô gái dễ thương giống như bạn. Và ba đó là các bạn đừng bao giờ từ bỏ cái hy vọng. Các bạn phải kiên nhẫn trong cái cuộc tìm kiếm Mr. Right, tìm kiếm bạch mã hoàng tử của các bạn. Chúc các bạn may mắn. Mình hy vọng là video của mình sẽ giúp ích được cho một số bạn đang trong cuộc tìm kiếm người yêu online. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.